Các chiến lược gia của Đảng Cộng hòa Mỹ tin rằng một vụ truy tố mới liên quan đến cuộc bạo loạn trên đồi Capitol có thể gây rắc rối cho nỗ lực tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp những thông tin nóng hổi nhất trong dòng chảy tin tức quốc tế, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tin tức Việt. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình thêm vụ truy tố có làm khó chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Trump. Ẩn ý sau cảnh báo của chủ tịch Hạ viện Mỹ về điều tra luận tội ông Biden. Thêm vụ truy tố có làm khó chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Trump. Vừa qua, cựu Tổng thống Trump cho biết đã được công tố viên đặc biệt Jack Smith thông báo ông đang là mục tiêu của cuộc điều tra liên bang vì những hành động liên quan đến vụ đám đông ủng hộ đột kích trụ sở Quốc hội Mỹ gây bạo loạn chết người trên đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thông báo như vậy thường báo hiệu một quá trình truy tố sắp đến. Cho đến nay, các rắc rối pháp lý dường như đã giúp ích nhiều hơn là gây hại cho ông Trump. Ngoài số tiền quyên góp cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump tăng mạnh sau hai vụ truy tố gần đây, một ở New York vì cáo buộc ông Trump lạm dụng tình dục cựu nhà báo Jean Caron và một ở bang Florida vì cáo buộc ông lưu trữ tài liệu trái phép ở tư dinh sau khi rời Nhà Trắng. Mức độ tín nhiệm của cử tri GOP dành cho cựu tổng thống cũng tăng lên. Một cuộc thăm dò dư luận của Real Clear Politics hé lộ, ông Trump đang là ứng viên tổng thống hàng đầu của GOP với tỷ lệ ủng hộ là 54%, vượt xa ứng viên xếp thứ hai, thống đốc bang Florida Ron DeSantis 20% cựu Phó tổng thống Mike Pence 6% và tất cả ứng viên còn lại dưới 5%. Ông Trump dường như đã thuyết phục được đông đảo mọi người tin rằng các vụ truy tố ông có động cơ chính trị. Tuy nhiên, các chiến lược gia GOP như Brian SeaChick người từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cảnh báo nhiều vụ kiện tụng bùa vây cùng lúc có thể gây ra vấn đề thực sự. Thêm một vụ truy tố nữa có thể khiến ông Trump và đội ngũ của mình phải hao tổn thêm thời gian, tiền bạc và sức lực để lo ứng phó, tiềm ẩn nguy cơ phát tán sự tập trung dành cho các nỗ lực vận động tái tranh cử và điều đó có thể dẫn đến việc tổng thống Joe Biden tái đắc cử bất chấp những rắc rối riêng. Các cử tri Mỹ cũng có thể bắt đầu tự hỏi liệu họ có muốn bỏ phiếu bầu cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử bị truy tố tới hai lần? làm lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac được tiến hành gần 2 năm sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 cho thấy, hơn 60% người Mỹ tin ông Trump phải chịu phần lớn hoặc một phần trách nhiệm về sự cố. Con số này bao gồm nhiều cử tri độc lập và ôn hòa. Những người cựu lãnh đạo Nhà Trắng cần phải giành được sự ủng hộ để đấu chung kết với đối thủ Biden vào tháng 11 năm sau ngay trong nội bộ gop các ứng viên tổng thống khác có thể khai thác bản cáo trạng mới chống ông trump để làm lợi cho họ trong một cuộc phỏng vấn gần đây thống đốc desantis đã lặp lại bài phát biểu của ông trump khi cảnh báo đất nước đang hình sự hóa những khác biệt chính trị song ông desantis cũng ngụ ý các rắc rối pháp lý của cựu tổng thống đang trở thành một thứ gây sao nhãng chính trị gia này quả quyết mỹ cần có một cuộc tranh luận về tương lai đất nước nếu tôi được đề cử đại diện đảng Chúng ta sẽ có thể tập trung vào những thất bại của tổng thống Joe Biden và tôi sẽ có thể đưa ra một tầm nhìn tích cực cho tương lai. Cựu thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley cũng đưa ra quan điểm tương tự nhưng mạnh mẽ hơn. Bà Haley tuyên bố với kênh tin tức Fox News rằng bà ra tranh cử vì đất nước cần một lãnh đạo thế hệ mới và không thể mãi chịu đựng các câu chuyện kịch tính, sự tiêu cực và các vụ kiện tụng xoay quanh ông Trump. Hiện còn có quan điểm cáo buộc các chính khách GOP đứng về phía ông Trump đã khiến đảng phải trả giá trong những cuộc đua vào quốc hội và giành ghế thống đốc bang hồi năm ngoái. GOP đã không thể tạo nên làn sóng đỏ càn quét bản đồ chính trị Mỹ trong các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ năm 2022 như kỳ vọng. Để GOP trở thành một đảng hướng tới tương lai có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và trên toàn quốc, chúng ta không thể phủ nhận thực tế đó. Farah Griffin, cựu quan chức phụ trách truyền thông của Nhà Trắng thời ông Trump nhấn mạnh, song bà griffin thừa nhận ảnh hưởng của ông trump trong đảng gop hiện vẫn rất lớn theo giới quan sát những ngày sắp tới có thể làm sáng tỏ liệu ông trump có bị truy tố trong vụ án thứ ba hay không cũng như phản ứng của dư luận và chính trường mỹ trong viễn cảnh ấy từ đó cơ hội trở lại nhà trắng của ông trump có thể được định đoạt ẩn ý sau cảnh báo của chủ tịch hạ viện mỹ về điều tra luận tội ông biden chủ tịch hạ viện mỹ kevin mccarthy đã được một luật sư có ảnh hưởng và một nghị sĩ cấp cao của đảng cộng hòa gop khuyên nên ưu tiên luận tội tổng thống joe biden thay vì một quan chức nội các theo nhiều nguồn tin thân cận của các cuộc thảo luận nội bộ một phần quan điểm trên đó là nếu các nhà lập pháp gop ở hạ viện cần sử dụng những nguồn lực quý giá cho nhiệm vụ chính trị phức tạp luận tội họ có thể theo đuổi mục tiêu cao nhất là tổng thống của đảng dân chủ thay vì bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng an ninh nội địa các nguồn tin nói thêm ông mccarthy đã tham khảo ý kiến của cựu chủ tịch hạ viện neil gingrich về vấn đề này trước khi khởi xướng ý tưởng từ lâu đã bị loại ra bên lề các cuộc đàm luận của ông ông mccarthy đã đưa ra những lời đe dọa rõ ràng nhất đối với lãnh đạo nhà trắng khi thông báo rằng cuộc điều tra của gop nhằm vào các thỏa thuận làm ăn của gia đình ông biden đang tăng tới mức điều tra luận tội dù thừa nhận GOP vẫn còn phải xác minh những cáo buộc nghiêm trọng nhất chống Tổng thống Biden, đặc biệt là cáo buộc ông từng dính líu đến một kế hoạch hối lộ cùng công dân nước ngoài để trục lợi cho sự nghiệp của con trai Hunter Biden, hồi còn giữ chức phó Tổng thống. Nhưng ông McCarthy nhấn mạnh, làm thế nào để bạn đi đến tận cùng của sự thật? Cách duy nhất quốc hội có thể làm là tiến hành một cuộc điều tra luận tội. Tất cả phản ánh thay đổi trong suy nghĩ của giới lãnh đạo GOP. Những người trước đây từng e ngại kêu gọi luận tội Tổng thống Biden, và thay vào đó tập trung chĩa mũi dìu nhiều hơn vào Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Majokas và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ông majokas và ông galen được coi là những mục tiêu ít gây tranh cãi và dễ dàng được đảng cũng như công chúng mỹ chấp nhận hơn tuy nhiên khi một số tuyến điều tra của gop mất động lực chẳng hạn như số vụ người di cư vượt biên trái phép vào mỹ đã giảm trong những tuần gần đây và các chính khách gop tin đã phát hiện thông tin mới hấp dẫn về hunter biden họ ngày càng coi tổng thống là mục tiêu phù hợp nhất để luận tội cho đến nay nhà trắng vẫn quả quyết ông biden không liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai đồng thời phủ nhận bất kỳ sai phạm nào các chính khách GOP cũng chưa gắn trực tiếp những thỏa thuận này với ông Biden. Ngoài ra hiện còn có lo ngại về việc luận tội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những thành viên GOP ôn hòa, nhưng tiếp thêm sinh lực cho phe dân chủ khi nỗ lực được dự báo chắc chắn sẽ thất bại tại thượng viện dưới sự kiểm soát của đảng ông Biden. Quan ngại này tương tự những gì các chính khách dân chủ từng trải qua năm 2019 khi họ đưa ra bản luận tội đầu tiên chống đương kim tổng thống GOP lúc bấy giờ là ông Donald Trump trước cuộc tổng tuyển cử năm 2020 một quy trình mất khoảng 3 tháng để hoàn thành tại Hạ viện. Song trong cuộc họp riêng với các lãnh đạo vào hôm 25 tháng 7 vừa qua, ông McCarthy đã nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa việc mở một cuộc điều tra luận tội và thực sự bỏ phiếu để luận tội ai đó. Điều này có thể là chìa khóa để thuyết phục những người ôn hòa còn hoài nghi ủng hộ một cuộc điều tra chính thức. Trong khi theo đuổi mục tiêu biến ông Biden trở thành tổng thống thứ tư trong lịch sử Mỹ bị luận tội, ông McCarthy có thể xoa dịu một số những người chỉ trích ông gay gắt nhất đặc biệt khi Hạ viện sẽ phải đạt được một thỏa thuận ngân sách vào mùa thu năm nay để ngăn chính phủ phải đóng cửa. Động thái diễn ra giữa lúc phe cánh hữu trong GOP đang nóng lòng tiến hành các thủ tục luận tội ông chủ Nhà Trắng và ngày càng thất vọng về sự do dự của Chủ tịch Hạ viện. Tháng trước, ông McCarthy đã từ chối kiến nghị của hạ nghị sĩ GOP Lauren Boebert về việc thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu nhanh tại Hạ viện nhằm luận tội Tổng thống Joe Biden về cách ông xử lý vấn đề biên giới phía Nam và khủng hoảng nhập cư viện dẫn lý do cơ quan lập pháp cần thời gian để thu thập dữ kiện và chứng lý. Tuy nhiên, các thành viên GOP hiện đã nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của ông McCarthy. Một số chính khách cực hữu trong đảng từng đe dọa loại ông McCarthy khỏi ghế chủ tịch Hạ viện nếu ông không đáp ứng yêu cầu của họ. Bắt đầu ca ngợi việc nhà lập pháp này theo đuổi khả năng luận tội nhà lãnh đạo Nhà Trắng. Theo giới quan sát, ngay cả khi có thêm nhiều thành viên GOP nhất trí với quan điểm của ông McCarthy, việc luận tội vẫn sẽ là một nỗ lực phức tạp và tốn thời gian. Lý do vì chính khách này hiện chỉ nắm trong tay đa số ủng hộ mong manh tại Hạ viện và cần tập trung cho việc phê duyệt ngân sách chính phủ trước ngày 30 tháng 9. Hơn nữa, ông McCarthy có thể cần hành động thận trọng để chống lại cáo buộc từ phe đảng Dân Chủ rằng ông đang khai thác mối đe dọa luận tội nhằm tạo lợi thế cho cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống hàng đầu của GOP trong vòng bỏ phiếu sơ bộ. Vì vậy một số nhà phân tích tin ông Biden khó có khả năng bị luận tội trong tương lai gần. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.